Sự việc xảy ra ở trận đấu giữa Thụy Điển và Tây Ban Nha ở lượt cuối bảng B vòng loại World Cup 2022. Trong một tình huống phạt góc cuối trận, Ibrahimovic dùng vai đánh thẳng vào lưng khiến Abi ngã trong đau đớn. Với hành động chơi xấu của mình, tiền đạo người Thụy Điển phải nhận thẻ vàng, đồng nghĩa với việc anh sẽ bị treo giò ở trận bán kết playoff khu vực châu Âu. Dù bị chỉ trích rất nhiều và vắng mặt ở trận đấu quan trọng cùng đội tuyển Thụy Điển, Ibrahimovic không hề tỏ ra hối hận về hành động chơi xấu của mình. Trước khi bắt đầu xem video, hãy nhớ nhấn subscribe và đặt chuông thông báo để ủng hộ cho kênh của tụi mình nhé. Chúng ta đã quá quen thuộc với những bàn thắng, những pha kiến tạo của các cầu thủ trên sân. Ngày hôm nay, đổi gió một chút để cùng đến với những tình huống kỳ lạ có 102 trong bóng đá nhé. Trong tình huống Thụy Điển được hưởng quả phạt góc, Ibrahimovic đã đánh cùi chỏ rất mạnh vào lưng Aplikueta. Để qua mắt trọng tài, Ibrahimovic đã tóm tay đối thủ rồi chủ động ngã xuống sân như thể là mình bị phạm lỗi. Gương mặt của Ibrahimovic tỏ ra ngơ ngác vô số tội. Tuy nhiên sau trận đấu, Liên đoàn bóng đá châu Âu đã xem lại tình huống và đưa ra án phạt nguội dành cho Ibrahimovic. Sự cố hy hữu xảy ra trong trận Tunisia thua Mali 0-1. Theo đó, trọng tài chính người Zambia, Zani Sikakwe, đã có một trận đấu đáng quên và không rõ là do sai sót hay là lý do nào khác khi bấm giờ không chính xác đã thổi còi hết trận lúc trận đấu mới diễn ra được 85 phút. Sau khi bị khiếu nại, vị trọng tài này sau đó đã xem lại và nhận ra mình sai sót nên đã kêu gọi các cầu thủ Mali trở lại sân thi đấu tiếp. Tuy nhiên, sự cố bi hài này vẫn không dừng lại khi ở những phút cuối của trận, trọng tài Gianni Sikawe sau khi rút thẻ đỏ trước quyền thi đấu cầu thủ Nbilan Touré của Mali phút 87, chỉ 2 phút sau đó cũng thổi còi hết trận bất chấp trận đấu vẫn còn 20 giây nữa mới đủ 90 phút và chưa kể còn phải bù giờ. Ở tình huống này, Greenwood dẫn bóng tới trước khung thành Villa với Rashford chạy song song hỗ trợ. Trước mặt họ chỉ còn mỗi thủ thành Emi Martinez. Greenwood quyết định không chuyền cho Rashford mà dứt điểm luôn. Cú sút của anh bị Martinez cản phá, nhưng Rashford lại không sẵn sàng lao vào đá bồi nên để buộc mất cơ hội. Khi Real Madrid đang dẫn Ajax 2-0, Mourinho đã nảy ra ý định tẩy thẻ học trò. Ông quyết định đem vấn đề này ra bàn bạc với hai trợ lý. Sau đó, thủ môn dự bị Dudek giả vờ khởi động để chạy đến cầu môn thông báo ý định của thầy Mourinho cho thủ quân Iker Casillas. Casillas ngay lập tức truyền đạt mệnh lệnh cho Sergio Ramos và hậu vệ này cũng thông báo tiếp cho Xabi Alonso, cả hai đều lĩnh thẻ vàng trước đó. Phút 88, Xabi Alonso cố tình nhận thẻ vàng thứ hai vô duyên do lỗi câu giờ. Tuy bị đuổi khỏi sân nhưng tiền vệ Tây Ban Nha không bộc lộ chút cảm xúc tiếc nuối nào. Đến phút bù giờ, Ramos cũng bị trút quyền thi đấu do lỗi tương tự. Giống như Alonso, hậu vệ này cũng không phàn nàn gì trọng tài. Phút 13 của trận đấu vòng 14 ngoại hạng Anh, đội khách Arsenal được hưởng phạt góc. Trong lúc lui về phòng ngự, tiền vệ Fred của MU dẫm phải chân của thủ môn đồng đội De Gea. Thủ thành Tây Ban Nha bị đau nằm ngay trước khung thành, trong khi các cầu thủ Arsenal vẫn đang đà tấn công. Khoảnh khắc sau đó, Emil Smith Rowe đã sút vào lưới trống khi mà De Gea vẫn chưa thể đứng dậy. Trọng tài Martin Atkinson ban đầu lưỡng lự không công nhận bàn thắng, nhưng sau khi tham khảo VAR, ông đã công nhận pha ghi bàn này. Thủ môn đội tuyển bờ biển Nga, Badra Ali Sanger đã mắc sai lầm ngớ ngẩn khiến cho đội nhà đánh rơi chiến thắng trước Sierra Leone. Trong tình huống tấn công không mấy nguy hiểm của Sierra Leone, bóng đã chuẩn bị đi hết đường biên ngang. Mặc dù vậy, không hiểu vì lý do gì, thủ thành Badra Ali Sanger lại cứu bóng. Điều đáng nói ở chỗ, pha cứu bóng của anh đã trở thành thảm họa với pha vô ích. Nó đã tạo điều kiện cho Sierra Leone có bàn thắng gỡ hòa từ trên trời rơi xuống. Ống kính truyền hình quay lại được hình ảnh hậu vệ Dibro Sidibe bị thiếu một chiếc vớ bên chân trái. Chỉ cho tới khi anh cúi xuống mới phát hiện mình đang mang thiếu một chiếc vớ. Sidibe liền quay qua trao đổi với ông Ancelotti rồi lập tức chạy một mạch vào đường hầm để tìm chiếc vớ còn lại.
Huấn luyện viên người Ý dĩ nhiên không hài lòng, thậm chí có hành động giơ hai cánh tay để biểu hiện sự tức giận của mình dành cho sự lơ đễnh của CDB. Trong một tình huống ngăn chặn pha tấn công của tiền đạo phía Bắc Ireland, một hậu vệ Ukraine dù rất thuận lợi trong việc phá bóng khi cô chiếm ưu thế trong việc bứt tốc, thì nữ cầu thủ này lại gây bất ngờ bằng cách bỏ bóng và lao thẳng vào người tiền đạo Bắc Ireland. Pha bỏ bóng đá người này của nữ tuyển thủ Ukraine đã khiến cô phải nhận thẻ đỏ trực tiếp rời sân. Là một fan Chelsea lâu năm, chắc sẽ không ai quên pha bóng của Jose Bocinqua đã rất tức giận với pha bóng câu giờ của Jose Bineo, và hậu vệ người Bồ Đào Nha đã đạp cầu thủ người Israel một phát. May thay là Bocinqua không bị phạt thẻ trong tình huống đó. Đây là trận đấu diễn ra vào năm 2009 trên sân Anfield thuộc khuôn khổ Ngoại hạng Anh. Một trong những điểm nhấn đáng chú ý trong cuộc đối đầu tại Anfield giữa Liverpool và Porto tại lượt trận thứ 5 vòng bảng Champions League chính là bàn thắng mở tỷ số của Thiago. Tiền vệ Tây Ban Nha đã tung một cú sút chìm đậm chất kỹ thuật ở cự ly hơn 20m. Quỹ đạo bóng đi vừa đủ để vượt qua chân các cầu thủ phòng ngự áo xanh và cả bàn tay của thủ thành Diego Costa. Bạn có thể bỏ ra 20 giây để chiêm ngưỡng lại tuyệt phẩm này. Ở phút 57, trận đấu diễn ra tại sân vận động St. James Park, St. Longstaff tắt bóng thành công trong chân Alex Telles. Fraser cũng đã nhanh chóng lao tới để yểm trợ. Nhưng số 36 và 21 bên phía Newcastle lại không hiểu ý nhau. Phút giây chần chừ của hai cầu thủ áo sọc trắng đen giúp Ronaldo có đủ thời gian để ập vào tranh chấp. Tuy nhiên thay vì tranh cướp một cách bình thường, Ronaldo lại tung cú đá rất mạnh bằng chân trái. Cú đá lăn về phía trước của siêu sao Bồ Đào Nha cũng không đi trúng bóng. Thay vào đó, khuôn mặt của Fraser phải hứng trọn phần đùi gần đầu gối của Ronaldo. May cho tiền vệ 27 tuổi khi gối CR7 không đập vào đầu anh. Hình ảnh của Messi bị xấu đi ít nhiều sau khi anh đã có tình huống cố tình đá bóng vào các cổ động viên Real Madrid. Sau tình huống này, các cổ động viên Real Madrid đã phản ứng dữ dội, thậm chí họ còn ném chai lọ về phía siêu sao Argentina. Phút 35 của trận đấu, khi PSG đang dẫn 1-0, họ có một pha tấn công sắc sảo. Matuidi đột phá trong vòng cấm và va chạm với một cầu thủ Bastia nằm lăn lộn trên sân. Các cầu thủ dường như dừng hết cả lại. Thủ môn Jean-Louis Leca của Bastia đã đến gần Matuidi để xem tình hình của cầu thủ này thế nào. Lúc này bóng vẫn còn trong cuộc và nằm trong tầm kiểm soát của cầu thủ PSG. Mọi người đều chờ các cầu thủ PSG đá bóng ra ngoài để đội ngũ y tế vào sân chăm sóc Matuidi. Tuy nhiên, các cầu thủ Paris Saint-Germain vẫn tổ chức tấn công và Verratti tung cú sút xa vào lưới khi mà thủ thành Leca vẫn chưa kịp chuẩn bị gì. Hình ảnh này cũng đã khép lại video của chúng tôi ngày hôm nay. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại trong những video mới nhất. Tiện thể thì có thể like và subscribe cho kênh để ủng hộ cho kênh chúng mình nhé. Xin chào!